thôi sách bát nguyệt niệm khoát đất quan thấp đầu hào gấp mi gầy đi giáng sinh hạ sơn.
quyền. Quyền bà ta bảo làm hà sáng ý ý Hãy subscribe.
Bà đồ cho tuế xuân lại ý à.
độ cho đồng lực bóc sáng ý nga. Cái mồi ấy cắt cắt đi bạn, cắt ngắn ngắn đi để cho em muốn. Em thì chỉ có dài thế đỡ mỏng, cất sập đi em không có sập. Ừ, cất sập đi, khiêng sập ra ngoài. Vâng, chào thầy quý nhé. Làm cái gì đấy? Đây đâu? Đây cuộn ghế. Anh bên đây đây. Nào, lên lên. Ta ta đi cậu cho. Thế à? Thế à? Ôi uống nước chè đi. Ăn ăn dầu đi. Là tam ca áo có tràm và trắng. Xếp xếp.
miên. Cái này mở như này đúng không hả cậu? Đấy, mở như thế. Cháu xin một miếng thôi. Chị ăn cỏ. Hả? Chị ăn cỏ. Chào quý vị và các bạn. Sau những ngày đi cứu trợ lũ lụt miền Trung thì hôm nay cháu đã bắt đầu đẻ đồng. Đã được lên đồng rồi. Đi nước nhiều cho nên trứng đã nở. Một tuần lên đồng là nó sẽ lại này mang sách bút vào cho các cháu ở miền Trung. Vâng. Cháu lên đồng xong lại sẽ lại mang sách bút vào. À, quần áo chứ, quần áo xong quần sách áo. Bút. Xin chào tất cả mọi người. Đây là cái gì? Bảo bố rồi anh sao ạ? Bảo. Đây này. Mình phải để cái này ở đây cho nó ấy. Cái gì? Đấy là cái gì? Cân hơi. Cái này là cân hơi đấy. Thổi kèn nó phải có. Xịt gốm như em ấy mấy ơi. Cân hơi. Mấy. Đây là cái có đủ áp suất không? Đây là cái áp suất của thổi sáo. Xin giới thiệu với tất cả mọi người. Cái này là của thầy Thao đây. Xin chào thầy Thao. Cất đi che mặt tôi. Đây. Tôi cậu ngồi cậu nói chuyện mọi người tôi đi vã cái. Đi nhặt dép. Đi vã. Xin chào mọi người, hôm nay tôi sẽ mình lúc nãy mình nhìn cái này mình buồn cười chứ. Cái đây là ăn chỗ áo của đấy đúng không? Nhìn con hầu như con buồn ngủ ra. Từ từ cho nó nghỉ ngơi lấy sức. Xin chào quý vị. Hình như này đúng chứ nhỉ? Rồi cái. Chào quý vị và các bạn. Sau khi chúng cháu đi cứu trợ miền Trung thì hôm nay chúng cháu đã lên đồng, đã đẻ đồng. Đàn này không đơn giản đâu mọi người ơi. Sao mình đèo cái chứ? Ồ, có. Chưa? Chưa. Về sóng nó đã về được đó. Dọn đi. Lấy bố mếu. Em chào cả nhà nhé. Xin chào tất cả cả nhà. Qua mấy ngày lăn lộn ở vùng lũ thì anh em đã về xin lộc và sắp tới sẽ có một chuyến
cố gắng sẽ sắp xếp một chuyến để từ thiện sách bút vở cho các cháu tiểu học ở khu vực tâm lũ. Rất mong mọi người ủng hộ. Ngoài kia thiếu gì cái để đổ xong rồi nó bung bét ra. Thành nó chuyên nghiệp. Làm ăn nó chuyên nghiệp. Ôi ơi, quả duy. Xinh bét nhỉ. Giỏi nhỉ. Không phát hiện được công nghệ. Kéo ra đấy. Đấy, bánh bao. Nhìn thấy mình cười. Đấy, nó cái này này từ mai cái này để đấy. Tí nó giống. Mày nó mới tìm mất. Tìm mất mất cái gì? Để hai cái là mất. Xin chào. Ôi dồi ôi. Xin chào Xuân Hinh. Xuân Hinh. Cái giống nước chè này này chỉ rót một tí thôi, uống xong một tí nữa rót tiếp. Rót đến đậy. Tiên sinh, ôi giời, chào tiên sinh. Xin chào Âu Hà My. Nhìn cái ảnh này là gì rồi. Xin chào Hà Âu, có quên Âu Hà My. Em không quên Nam Anh Nguyễn. Cái tượng quý vị mà các bạn tôi lại lại đây bốc phét rồi đã. Trong tôi là chấn trải. Cậu ơi xin chào 5.000. Ăn giàu đi. Nhìn cậu ơi cho cháu 5.000. Đây 5.000 bạc. Nhìn cái đèn vàng lên. Cậu ơi cho cháu 5.000. Cậu cho 2.000 nữa. Đây này, trong này cháu thấy nhiều này. Đây, mà xanh đỏ tím vàng gì cũng có cho cháu xanh này. Nhìn đây này, giống chú duyên. Chú ơi, chú duyên. Lớp, anh nhìn giống tấm không? Không giống duyên. Xanh nước biển chú ạ. Xanh nước biển đâu. Đấy, cho cháu đi. Đấy, cho rồi đấy nhá. Giống nhỉ. Ơ hay, cho màu xanh nước biển mà. Hay. Đây là màu xanh lá cây ạ. À, màu nước biển. Đây là cháu xin được Môn Văn Nhất Âm. Ồ, dễ nhỉ. Dễ nhỉ? Dễ nhỉ? Cái gì là cho thật. Ôi giời, đang ở từ thiện miền Trung. Cho một tờ nữa, cậu ơi. Cho thêm tờ nữa. Cậu ăn buổi sáng. Tờ nữa ăn trưa. Nhà đền mới không được. Một tờ nữa ăn tối. Nhà đền mới. Rồi lại ăn sáng mà. Cháu bị vậy từ lâu chưa? Tờ nữa ăn sáng mai đi. Cháu ăn từ giờ đến Tết. Đến nào cũng có những người như này. Chính trả lại đến. Chuyện trông tiền viện ba. Chính trả lại đến. Tôi lại bây giờ ABC bây giờ ba rằng bây giờ. Tôi lại ngâm bây giờ. Chuyện trông tiền trên ba à. Thì chuyên nhặt tiền trên ba còn gì nữa. Xin giới thiệu với tất cả mọi người, đây là chuyên nhặt tiền ở trên ba. Đây cháu xin được tiền ăn sáng, trưa, ăn tối và ăn ngày mai. Trong lúc nhà cháu cũng có cái đây mọi người chỉ lên chụp hoàn cảnh nhà cháu thì biết lúc khổ lắm. Xịt sập. Bây giờ bão sắp vào rồi phải xin quyền gọi phải huy. Không có gì. Ai gì là được mấy tờ 1, 2, 3, 4, 5. Đâu rồi? Đấy là mới xin được đến ăn sáng mai thôi đấy ạ. Bây giờ mới quá này. Đâu rồi? Này, cậu đợi em xong tí sẽ cho cháu đổi tiền lẻ. Tí cho cháu đổi tiền lẻ. Giải. Giờ 500 cháu lấy. Chúng về rồi. Hay rồi. Chúng thu về trước Tết.
về Covid rồi có đi vào trước khi chưa về trước Covid. À rồi đúng rồi nhỉ. Covid xong không đi được cái thôi. Trà sữa của tôi đâu nhỉ? Bạn nào uống rồi đấy nhỉ? Đây đây lọc. Tôi sau này có mỗi cái. Không, tôi đây. Không của tôi ly kia. Đây là có uống. Đừng có để uống cái này nhanh lên. Em đợi chọc đâu. Đây tí còn lên xe mà uống chứ. Trà sữa. Em biết cái gì cả. Lúc có thì chẳng ăn dè, đến khi hết thì dè chẳng ra. Xin chào Quỳnh Quỳnh. Quỳnh búp bê, úi giời. Xin chào Quỳnh búp bê nữa. Mình em cậu ra cậu tớ. Tớ nó trông mặt nó thì sợ. Mời các cậu ăn dầu ạ. Chào Lắc Lợi ạ. Vâng, chào Yến Khoa nhé. Xin chào tất cả mọi người. Đến đâu có đến đâu bố mẹ ở nhà mà lên rồi. Bôi son cho em chưa? Bôi son. Quạt không? Nóng không? Em có nóng không? Tại vì là ban ngày còn đi cứu trợ ở vùng lũ lụt thôi. Tối mới nghỉ học. Cô đồng làm công chức cho nên là nặng quá. Cháu Quân Dương.
Xin chào tất cả mọi người. Sau 3 ngày vật lộn với vùng tâm lũ, hôm nay đã về Sinh Lộc Thánh và dự kiến là trong vòng khoảng độ ít hôm nữa thì nhóm của Huy sẽ lại quyên góp vật phẩm đi vào tâm lũ, ví dụ như là quần áo, rồi là gạo, muối, dầu ăn, mì tôm, và đặc biệt là sách vở, bút, và ủng hộ cái vùng tâm lũ quy hoạch sinh đạo Phượng. Chào cô Đồng Phượng nhé. Cô giáo, chào cô giáo. Chào cô giáo. Chào cô giáo kê đồ bít. Không, mình phải, lâu lắm rồi không gặp cô giáo aerobic nhỉ. Hôm trước anh Huy đã chìm lũ lụt chắc là view cao nhất từ trước rồi. 15k. Lúc mà mắt xem thôi 150 cao nhất là cao nhất từ trước rồi, cao nhất từ trước rồi. Xin chào Sơn Hoàng. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi live stream này. Và qua live stream này thì Huy muốn gửi gắm tới thấy mọi người một điều. Xin chào giám đốc nhé. Thấy cầm cá lên đây. Qua live stream này thì mình muốn gửi gắm tới mọi người là thực ra thì xin chào Hòa nhé. Mình muốn gửi gắm tới mọi người trong vùng tâm lũ thì cũng còn đang rất là khó khăn, rất khó khăn. Và sắp tới thì rất mong mọi người ủng hộ mình. Sẽ tích cực. Có Hòa ơi, sắp tới mình đang muốn đi một chuyến các vật phẩm khác, ví dụ như là gạo hoặc là muối, rồi là dầu ăn. Nhưng mà cái đặc biệt mình muốn hướng tới đấy là sách vở và bút cho các cháu học sinh. Tại vì là mình vào trong đấy mình mới biết là qua cái đợt lũ vừa rồi ấy, thì là toàn bộ là trắng xóa hết, không còn sách vở gì, không còn gì cả. Tớ rất muốn là mọi người cũng ủng hộ
kịp thời cho các cháu. Chứ còn chờ những cái nguồn này nguồn kia thì nó rất là lâu. Vì là có những cái nơi mà vùng mà vào người ta cũng khó khăn quá. Thì mình muốn là quần áo và sách vở bút cho các cháu học sinh tiểu học. Vì là thực ra thì cái những cái đối tượng mà khó khăn nhất ấy là các cháu học sinh tiểu học. Vì là những cái phụ huynh đấy ấy, thì hầu như là trẻ, đâm ra là cái điều kiện nó chưa thể có, đều khó khăn cả. Thì mình muốn là ủng hộ các cháu tiểu học. Thì có những cái vùng mình đã khảo sát qua là cả trường là không còn gì. Mình cũng rất mong mà mọi người ủng hộ và có thể là đi cùng. Sắp tới thì có dự kiến gì ông Hòa ơi? Về cái điểm đến ấy, thì mình sẽ khảo sát, mình cũng đã khảo sát và cũng có những cái người bên lãnh đạo người ta cũng đã, hoặc là mình cũng có quen một hai anh chị là hiệu trưởng những cái trường tiểu học đấy, muốn là đi đến thực tế và mình cũng không qua một cái mình muốn là đến mà làm việc gặp trực tiếp thầy cô giáo hiệu trưởng, và mình sẽ trao trực tiếp ở trường. Thì cái chỗ Hòa là đi riêng công ty hay là đi như nào Hòa? Cậu muốn ủng hộ thẳng vào một tổ chức nào đấy hay là cậu muốn là trao cho chính quyền? Tớ nghĩ là mình quy ra vật phẩm chứ mình không tặng bằng tiền. Và mình tặng trực tiếp bằng vật phẩm và mình tặng đến tận tay những cái người mà mình khảo sát là hoàn cảnh thực sự và trong cái tâm lũ này, gia đình khó khăn. Vừa rồi thì hôm qua mình đi ở trong cái vùng mà áo quan nhất đẹp quá này. Sau đây tớ sẽ in ebook với cậu. tớ cũng đã khảo sát được một số nơi. Thì thực ra vừa rồi thì tớ đi cùng với một anh ở đài truyền hình, thì người ta đưa đến tận nơi thì nhiều hoàn cảnh người ta nó khó khăn quá thực sự. Và đến nhà có 3 người nằm liệt giường, với lại một bố thì già 70 tuổi,
rơi khéo độ đằng sau rồi nó sau đây tớ sẽ